Kính thưa quý vị, các khách sạn tại thủ đô Vatican đều được du khách lấy chỗ cho tuần lễ bình chọn Đức Giáo Hoàng. Tin từ Vatican, tuần lễ bình chọn một Đức Giáo Hoàng trở thành một sự kiện lịch sử giáo hội công giáo. Tất cả các khách sạn tại thủ đô Vatican đều được khách du lịch ngoại giao quốc tế đặt chỗ trước cho tuần lễ tới, thưa quý vị. Một khách du lịch Brazil là anh Glória Soares cho biết, anh ta muốn kéo dài thời gian hiện diện tại Tòa Thánh Vatican trước khi trở lại Brazil. Nếu Hội đồng Đức Hồng Y bình chọn một Đức Giáo Hoàng mới, chắc chắn anh Soares sẽ mang những medal có hình Đức Giáo Hoàng mới về để làm quà lưu niệm trước khi trở về Brazil. Hy vọng trong tuần lễ tới, Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ sẽ có một Đức Giáo Hoàng nếu anh Soares có thể trở lại Vatican vào kỳ tới mua sắm những vật lưu niệm. Một khách du lịch Nhật Bản Kaji Kahara trả lời tới phóng viên địa phương rằng, vừa mới đặt chân tới Vatican vào tối hôm qua, nhưng tất cả giá thành tại khách sạn đều gia tăng gấp đôi so với lần sau cùng cô Karaha viếng thăm Vatican. Rất là khó khăn tìm được một khách sạn phù hợp với túi tiền vừa phải với du khách có thể đặt chỗ trong một vài tuần lễ trước khi sự kiện lịch sử Hội đồng các Đức Hồng Y bầu chọn một Đức Giáo Hoàng mới diễn ra. Nhiều du khách ngoại quốc đến từ quốc gia xa xôi Tân Tây Lan đã may mắn vì đặt các khách sạn trước đó nên các giá thành không thay đổi và hiện nay mướn các khách sạn đều trở nên khó khăn. Trước sự kiện buổi họp kín và cánh cửa giáo đường sẽ được niêm phong cho đến khi nào tân giáo hoàng mới được bình chọn.